Chào các bạn, hiện tại là mình đang ở quán cơm Cô Mơ. Và quán cơm này nằm trên đường Nguyễn Chánh. Đây là địa chỉ của quán cơm Cô Mơ. Địa chỉ ở quán cơm Cô Mơ đó chính là 14 Nguyễn Chánh. Rất là dễ tìm các bạn. Bây giờ mình đi vô trong để xem thử trong này có bán những loại đồ ăn gì. Nhìn thấy đồ ăn rất là hấp dẫn. Các bạn có thể tùy chọn những món các bạn muốn ăn. Từ từ đi. Cho con dĩ cơm thịt luộc đi. Ăn uống kèo, không uống kèo. Nè Liên con. Em ăn cái này nè. Nó không kia, không hay rồi nè. Con là gà chiên mắm và trứng vịt kho. Gà chiên mắm nữa gì con? Chứ cái này. Con này con thấy. Cho mấy chiếc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Em